Thế như ngày hôm nay tôi sẽ làm cái video này để ghi lại khoảnh khắc mà vào ngày 26 tháng 8 năm 2022, thì do đây là cơn bão số 3 nhé mọi người nhé, cơn bão số 3 này đấy, đã tàn phá nghiêm trọng đấy, cái khu vực mà cánh đồng của bản Pe, xã Song Pe, huyện Bắc Yên đấy. Đấy, lũ rất là to luôn. Đây nhé bà con nhé, đây cánh đồng ruộng bản Pe đây hết rồi đấy, năm 2018 thì toàn bộ cái cánh đồng này cũng đi hết rồi. Tình hình này thì sẽ hết tất cả luôn đúng không? Hết các mảnh luôn, cái tâm lý chú là. Tâm lý tâm mai là phải. Tâm bay lấy tâm nọ. Tâm có lúng. Tâm có lúng đi. Nếu mà phải đi đèo lùng lội thì khả đi. Mấy bờ kẻ ti yên bài thì khả con hơn ti người lộ. Người lộ ấy tỉnh yên bài rồi.